Mitsubishi Spander là mẫu xe tiên phong trong phân khúc MPV 7 giá rẻ ra mắt vào năm 2018. Ngay lập tức, Mitsubishi Spander đã khiến Toyota Innova thành cựu vương với doanh số kỷ lục không đối thủ. Vào tháng 6 năm 2022, Mitsubishi Spander có bản nâng cấp với cập nhật nhiều thay đổi và gần như toàn diện, nhằm củng cố vị thế số 1 trong phân khúc. Những chiếc Mitsubishi Spander hiện nay liên tục lên sàn xe cũ với giá khó tin. Dạo quanh một vòng thị trường xe cũ, Mitsubishi Spander đang được giao bán lại khá nhiều với nhiều tình trạng đã qua sử dụng và số lăn bánh mức giá khác nhau. Theo tìm hiểu, chiếc Mitsubishi Spander AT Premium sản xuất và đăng ký năm 2023 đang được chủ xe giao bán khi mới chạy được 4.000 km. Hiện nay, giá xe Spander AT Premium này được giao bán chỉ 630 triệu. Trước đây, với những chiếc tương tự, giá sẽ giao động khoảng 680 triệu. Tuy nhiên, thời điểm này Mitsubishi Spander được hãng và đại lý tung ra nhiều ưu đãi nên giá xe cũ rẻ hơn khá nhiều. Mức giá trên vẫn khiến người dùng phải đắn đo khi Mitsubishi Spander 2023 mới 100% đang được khuyến mại 100% lệ phí trước bạ để xả kho. Ở phiên bản nâng cấp, Mitsubishi Spander sở hữu diện mạo hoàn toàn mới, song nét trẻ trung, khác biệt vẫn là điểm hấp dẫn của mẫu xe này. Ngoại hình thu hút với cụm đèn pha co dạng LED hình tê xếp mới lạ, đèn định vị ban ngày LED tích hợp đèn xi nhan với họa tiết mới. Sang đến phần thân, Spander nâng cấp lên mâm 17 inch tràn viền giúp gia tăng hiệu ứng thị giác và nâng khoảng sáng gầm của chiếc MPV này lên 225mm, lớn nhất phân khúc. Đuôi xe cũng là đèn hậu LED đồ họa tê xếp đồng nhất với đèn pha. Không chỉ ngoại hình, nội thất của Mitsubishi Spander cũng được thiết kế theo phương ngang mở rộng không gian, vật liệu nhựa cứng được tiết chế lại thay vào đó là nhiều chi tiết da, đường chỉ khâu thật ở táp lô, táp bi của mẫu MPV 7 chỗ này. Dùng màn hình cảm ứng 9 inch mới hỗ trợ kết nối Apple CarPlay Android Auto. Mitsubishi Spander 2022 sở hữu loạt tiện nghi mới chất lượng gồm phanh tay điện tử và giữ phanh tự động, điều hòa điện tử, cổng sạc USB Type-C, bệ tỉ tay hàng ghế thứ hai có thêm 2 vị trí để cốc. Về vận hành, Mitsubishi Spander duy trì động cơ 1.5, hộp số 4 cấp AT được giữ nguyên nhưng đã có những tinh chỉnh giúp xe êm ái, mượt mà hơn.